các sản phẩm kem chống nắng đến từ nhà Hello Care thì mình thấy với một mức giá khá là mềm nhưng mà chất lượng xài rất là ok. Nên hôm nay mình muốn review với mọi người hai cái dòng sản phẩm kem chống nắng của nhà này, đó là Pigment Solution và Mineral. Với các sản phẩm kem chống nắng của nhà này thì trước khi sử dụng các bạn phải lắc lên thật là đều nha. Đầu tiên thì mình sẽ bôi cái chất của em Pigment Solution ra trước. Tiếp theo thì sẽ đến chất của em Mineral. Thì rõ ràng mọi người sẽ thấy rằng cái chất của Pigment nó lỏng hơn cái Mineral nha. Điểm chung của hai sản phẩm này thì đều chứa cái công nghệ là Fan Block, có thể cải thiện được những cái làn da sạm nám. Đều có một cái màn lọc rộng nha, nên có thể chống được UVA, UVB và cả tia cực tím nữa. Và có thêm yếu tố sửa chữa DNA, có cả vitamin E và vitamin C để làm sáng da. Về kết cấu hai sản phẩm thì đều rất là mỏng nhẹ, rất là thoáng da luôn. Kể cả water gel của nhà này nó vẫn mỏng, vẫn thoáng da. Tuy nhiên với Pigment thì có vẻ là nó nhiều dưỡng hơn nên nó sẽ lỏng hơn kiểu như nước vậy đó. Còn cái Mineral thì nó có một cái độ đặc hơn một tí. Mình sẽ sử dụng hai em này cho mỗi bên nửa mặt để cho mọi người xem cái finish của hai em này nó sẽ khác nhau như thế nào ha. Đầu tiên thì mình sẽ bôi cái Mineral này trước. Sau khi lắc xong thì mình sẽ chấm từng điểm nhỏ lên trên mặt. Mọi người có thấy là cái chất kem của nhà Hello Care quá là mỏng mượt không? Thật sự là mình rất là thích đem những cái kem chống nắng của nhà Hello Care để ra đường á, tại vì chất kem quá là mỏng nhẹ, rất là dễ tán, mà cái bao bì nó lại nhỏ nữa, gọn nữa, nên mình đem đi rất là dễ. Đó, mọi người xem sau khi mà mình bôi cái Mineral xong thì mọi người sẽ thấy cái da mình nó có một cái độ sáng hơn một xíu, có bóng hơn một xíu. Đó, chất kem nó rất là dễ thấm vào da và nó không hề để lại một cái bờ trắng gì trên da hết. Nó thấm tiệp vào da luôn và mình không hề mất thời gian để bôi cái sử dụng kem này. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái Pigment Solution cho nửa bên mặt còn lại. Chất em này thì khi mà mình bôi lên da thì trời ơi, như là mình bôi serum dưỡng da vậy đó mọi người. Nó mỏng, nó nhẹ mà nó có một cái mùi thơm nhẹ nhàng á, mà giống kiểu như là mình đang bôi dưỡng á, serum dưỡng á, chứ không có giống một tí xíu kem chống nắng nào hết. Thậm chí là nhiều khi mình còn cảm thấy là mình không có kem chống nắng luôn á, nên mình phải bôi nó thật là dày á. Và điều đặc biệt là hai em này không hề cay mắt nha. Ngày xưa thì mình nghe mấy bạn phản hồi rằng cái dòng water gel nó gây cay mắt, chứ còn mình sử dụng thì mình cũng không thấy cay luôn. Và đây chính là cái finish của em Pigment Solution. Nó có một cái độ bóng hơn, có một cái độ hồng hơn và có một cái màu trên da đẹp hơn, giống kiểu như kem nền vậy đó, nhưng mà không phải là cái màu của kem nền rõ đâu. Vì rất là giàu dưỡng nên em này đã tạo luôn một cái độ ẩm ở trên da, nên mình thấy rõ ràng em này chỉ phù hợp với những các bạn da khô thôi. Còn với dòng Mineral thì các bạn da thường đến da hỗn hợp dầu có thể xài được nha. Với những các bạn nào mà da chảo dầu thì nên sử dụng cái water gel thì để nó kìm dầu hơn, tốt hơn. Chứ còn hai cái dòng Mineral và Pigment này thì nó sẽ không kìm dầu tốt lắm đâu. Nhưng mà rõ ràng rằng hai em này có cái finish quá đẹp. Với Pigment Solution á, thì sẽ có bóng hơn và có nâng tông hơn, tạo một cái màu trên da hơn. Còn với Mineral á, màu lên nhẹ thôi, bóng cũng vừa phải. Nói chung hai finish này thì finish nào cũng đẹp. Và với cái mức giá của hai em này thì ở cái đầu là 600 cành thôi thì mình thấy quá hợp lý, quá là đáng mua luôn. Mọi người có thể sắm những em như thế này để đem ra ngoài đường rất là tiện, tiện trong cái vấn đề là mình bôi nhanh nè, mà còn gọn về cái bao bì nữa.